có được mấy ký ốc voi mới về. Thịt ốc voi này nha quý khách, cái này là mình có thể làm được rất là nhiều món nha. Xào lăn nè, xào sa tế nè, luộc chín lên là trộn gỏi nè, à không, nó luộc không, nghĩa là mình sau khi luộc rồi mình xào với rau răm lá quế à, cũng rất là ngon nha. Ăn lên giòn giòn sực sực. Thịt ốc voi làm được nhiều món ngon bổ rẻ nha quý khách, 190.000 đồng một ký, con chỉ có mấy ký thôi. Quý khách nào dùng thì alo Hàng Giao nha. Nấu xào lăn bỏ nước dừa nhiều, chấm bánh mì ăn bún rất là ngon nha, trộn gỏi cũng ngon, xào lăn rau răm lá quế cũng ngon. Nói chung là mình có thể chế biến được rất là nhiều món tùy theo khả năng chế biến của đầu bếp. Luộc mình bỏ thêm một chút mè vô nữa.